Mình đi về rồi. Library. Hello mọi người nhá. Hé. Hé. Nên mọi người ơi. Chào Ý La nhá. Ok, hôm nay Ý La vào sớm thế. Ừ, tớ vừa ăn cơm xong. Nay cả nhà đi vào ăn cơm mình bạn đây. Chào Minh Quý nhá. Hello mọi người nhá. Chào Đình Huy. Chào Văn Hải. Chào Lê Tiểu. Hôm nay mọi người đi chơi hết rồi. Cả nhà đi chơi hết rồi anh em ạ. À. Còn mỗi mình không đi chơi thôi. Mình ở nhà mình live sớm, mình không được đi chơi anh em ơi. Và tối nay 10 giờ mình còn xem bóng đá nữa. Hai đội mùa này có hệ nào như thần tài không? Có bạn Quý ơi, bạn đạo trích nhá. Chào Trọng Hưng nhá. Úi giời ơi bạn ơi. Có hệ đạo trích nhìn ngon cơm lắm. Bạn vào bạn trích đi, và vào đấy bảo nó trích cho ít cho đương nhiên. Em lộ nhà mình đang ở nhà mình. Hôm nay đánh thử nhận Zoe khỏe phết. Hello là Khánh nha, chào Trọng Hưng nhá. Hôm nay trên Imo hoạt động live rồi bạn ơi, đang live rồi đấy. Đang live trên Imo đấy. Chào Tuyến Trịnh nhá. Vẫn đang shadow ạ, tôi lên vàng 2 rồi, tôi sắp lên ấy rồi. Ngày mai live Hoàn Hồn season 2 không đợi. Ui dồi, anh em mới có anh em ơi. Mai mai sẽ Hoàn Hồn đi. Anh em nào mà không tối mai mình sẽ kiểu là live mai của tối mai cũng có bóng đá mà. Hay là ra đêm để xem Hoán Hồn. Ngày mai là có tập mới của Hoán Hồn rồi này, ngày mùng 10 tháng 12. Chào anh Ngọc Long nhá. Hello anh. Đây đang ai bên đi mua đây này, anh em vào ủng hộ phát. Ủng hộ phát cho đủ lương phát. Không là không có lương đâu đấy. Chị like mừng quá, chị làm gì? Chị like làm gì mà em mừng? Chị em Dũng trở lại à? Người bạn. Mùa này nhiều bài chơi được lắm anh em ạ, nhiều bài reroll chơi được hết, chơi bài nào cũng được. Huỳnh Quý đã follow được 1.000 ngày đây, chúc mừng Huỳnh Quý follow được 1.000 ngày, tặng Huỳnh Quý ngay một bát táo đã bổ sẵn, vì Huỳnh Quý không ăn được nên là tớ sẽ ăn hộ đấy. Dạy em đánh bài Zoe chị. Zoe dạy chơi mà. Bài dâu anh em muốn nhặt nước mắt về làm hai nước mắt trước là ok này. Nhưng mà đang đánh đạo trích mà sao lại đánh dâu ở Gia Khánh ơi. Chị đang làm tí đạo trích mà. Xem sớm xứng đáng có 10 yêu bạn chuẩn luôn bạn ơi, chuẩn luôn em ơi. Đám Ngưu Ma Vương vô địch thiên hạ, Ngưu Ma Vương là bọn Ngưu 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 gì đấy đúng không? Như Vương. Không hiểu rõ tên lắm. Đánh bài Zoe dễ lắm anh em ạ. À. Ui dồi ôi. Để mình làm mẫu cho anh em một trận nhá. Xong rồi chúng ta tiếp tục về với đạo trích thân yêu nhá. Ui nhưng mà. Nhưng mà nó ra đạo trích. Như Binh. Như Binh kêu Như Ba Vương. Chán. Poppy vệ thần đồng vệ quân này. Đạo trích top 1 300.000 độ ơi à? Ok Văn Thanh ơi, cảm ơn Văn Thanh nhá. Ừ, đạo trích mùa này ngon nhưng mà nó không không thăng hoa bằng thần tài. Nó không kiểu thua mới nổ được hũ mà bây giờ mình nổ được hết rồi, mình tự nổ được hết rồi. Con này là con gì? Nhìn thấy mấy con này giống giống nhau nên mình bắt về anh em ạ. Tình nhân tình nhủng này ngon này. Em thấy không? Yêu binh này. Có định đánh đâu. Em đang đồng chị ơi. Đồng cũng phải chơi đạo trích em ơi. Không leo cao thủ lấy quà chị. Quà gì à Gia Khánh? Chào Quốc Hải nhá. Leo cao thủ có quà gì đấy? Có quà gì đâu nhỉ? Mình mở kèo cho anh em ấy nhá. Kneel before the light.